ăn cao, ăn chuyện cao phi hết luôn. Chết mẹ mày, dính thôi. Còn lên thì anh em. Không dứt rồi em ra đi nơi xa cũ quen vết thương ra như kiểu một rượu đấy nhỉ, thế nhỉ? Này sắc kết. Chết, quên cái hộp. Sốt quay lại chỗ anh ở dưới gầm bàn. Đây, cái chỗ bên dưới cái cây gì này.
thôi đấy. Ngày em ra đi anh nổi cả ổ bây giờ. Xuống ném ấy. Đấy. Thính nổi phành phành trên mặt nước. Ổ trứng. Trứng nhà nào đây? Trứng nhà bên cạnh. Nhà đối diện đây à? Quán trứng hỏng mẹ rồi. Trứng tối rồi. Ôi vũ còn gì nữa, nhà hỏi anh ấy cũng bóng đen. Anh em thấy có nhanh không? 5 phút sau một tính. Quên không tắt máy quay. Ok anh em, thì ra hồ mình quay phim tiếp anh em nha. Rồi, ghế hỏng rồi. Không. Mặt trời trắng phớ. Dạ khe. Thank you.
mới. Cháu đang thử cốt chỉ câu tầm này thôi mà, câu trong này thôi. À thả đè lên cái ổ cũ của chú ấy. Ừ, nó đè lên một kéo nó lại dính cá to rồi. Cứ thả bên lùm cây bên kia sang đây. Đấy, cháu câu chỉ tầm này thôi. Kéo ra đây á. Hai cái kêu rồi. Đấy, con nắm ngay đầu. Không đi à? Đi nghịch cho thằng cu đó. Nó ấy mà. Nó không có mỏ không? Đấy. Rồi cháu câu ngay đầu đây ổn chú nhỉ, ok chưa? Không, chú câu đấy thoải mái mà, nó chả vướng. Mày tối nữa phải căn ổ. Ra tí này chạm mộ của chú. Thôi cậu đây được rồi. Đi
đây nó có một chỗ thèm rất là hay, đậu đi nó phải định nén cho nó ngay đi chỗ nào cả không đây cho đảo thả bên kia thôi nè. Sát bờ cho cái sợ mắc đá đấy. Quay vứt hộ anh cái túi phí túi thật. Đây ở ngoài xong rồi. Đó, đến gần thế. Thế nó cũng trôi ra đến nơi đấy. Chưa. Trọng cả một lục. Thấy không? Đây ném ngay chỗ chú bảo rồi. Biết được kiếm ăn là cái gì không? Đây tít đây này, cho ném tít đây này. Đó. Có lăn mất một ít. Ngồi đâu hợp lý. Ngồi lại chỗ rồi. Ngồi ra giữa đường rồi. Cào quá. Dỗ ở trong kia. Dỗ ở đây nhỉ. Đúng rồi. Mại thêm. Có cổ.
hàng khuyến mại. Năm rưỡi rồi, bây giờ mới ném thính xong anh em nhá, bắt đầu ngồi 5 rưỡi nhá, ngồi câu tối xem có được cái gì không. Hôm nay thì câu gần thôi, câu ngay đầu cần đấy, tại vì ông chú cái ông thả 5-6 ổ liền, ông thả khắp hồ rồi, hết chỗ câu rồi đây ông chú. Thế thì hôm nay cả hồ móm rồi anh em. Chú hai chú đây ngồi từ 10 giờ sáng đây đến bây giờ vẫn chưa được, mình 5 rưỡi mới ngồi đi, chắc là móm rồi. Chú bảo móm là cái chắc rồi anh em ạ. Câu chơi giải trí thôi, không hy vọng gì. Ok anh em. Thì mình cũng ngồi khoảng đến tầm 9 giờ. Nếu mà xem nó cá mú nào thôi. Anh em nhá. Đó. 2 3 4 5 6 cần, 6 cần. 6 cần mới cu em ở đây nó ngồi nó được một con trôi nhỏ thôi, thế còn tất cả móm tất anh em ạ. Cu em nó ngồi từ 2 giờ. 2 giờ thì mình 5 rưỡi mình thả thính xong. Rồi ngồi có gì thì báo cáo kết quả anh em sau nhá. Đây là Nghĩa đẹp trai, đây là cu em hôm nay đi theo mình đi chơi anh em nhá. Đấy hôm nay mà có à đi vượt cá anh em ạ, nhưng mà không biết có cá hay không anh em. Mình đánh nhá, toàn đánh tứ thôi anh em nhé, không nghĩa cái cả câu ngay đầu cần thôi, tại vì ở ngoài xung quanh đây thì chú thả ổ nhiều nên là mình chỉ câu được ở đầu cần thôi anh em ạ. Rồi để xem hôm nay có cá mú gì không nha. Đấy đâu rồi chấm đen. Đâu rồi? Không phải. Quay ngang hộ anh. Nè. Bố bao, bố bao. Rồi đây con chó. Ba mươi phút con đầu tiên anh em. Này đã hả? Ôi con mẹ ta con này ngon. Giữ cẩn thận không? Nó dậy nó đóng con tay em ơi. Anh em 30 phút con đầu tiên nhé. Khoảng 3 cân. Thấy lắc lắc từ lẫy. Rồi ok. Cho túi luôn này. Chạy kinh thế biết ngay mà anh em nhá, anh em nhìn chưa ngon đấy, con này ngon. Meta này ngon. Cho tít ra đây này em này. Cho cái que này xuống này. Vứt ùm phát dưới không. Cắm cái sắt ở trên là được. Ui, quên. Quên mình lại bảo vứt ùm phát dưới ổ ngay đây. Rồi ok anh em, con đầu anh em nhé. Thế là mới 6 giờ làm một con rồi, 30 phút đầu tiên làm một con hơn tầm trên 3 cân rồi anh em ạ. Đấy, thế này hiện tại là mình rực rỡ nhất hồ rồi, chấp cả những ông câu từ 9 giờ sáng anh em nhé.
Còn nhưng mà con mè ta ăn phê lắm anh em ạ, ngon, mình khoái ăn mè ta hơn con chuối. Ok, thế nó có sản phẩm rồi. Lấy vợt hồ anh. Anh em ơi, lên cả chép này. Chép mới thả rồi. Cho nó chép mới thả. Đó. Cũng được. Anh em ơi, mồi lên cả chép đây nhá. Xem đóng đâu. Mồi đóng bụng. Mồi lên cả chép anh em ạ. Thế mới gấu cái này. Con thứ hai rồi. Cái của anh quay phim ấy, cứ vẽ các cái vòng tròn ấy. Và màn hình là nó tự ra quay phim mà. Đi mẹ, anh nhìn mày gỡ nguy hiểm quá, nó dẫy một phát thì nó đóng vào tay cho thì ăn cứt. Anh bị bao nhiêu lần nhận đóng tứ vẫn sướng nhỉ, đóng là chết. Đổ bố mới quay phim. Rồi ok anh em, thế thôi nhá. Cứ sầm sầm ra con thụt đây ra phát con mè tàu phi vèo mè tàu được nhớ được nó ăn cao ăn trên cao phi hết ra ngoài. Chết mẹ mày dính rồi, dựng 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 cần lên thì anh em ơi dính rồi nha. Ừ, dựng lên, dựng cần này. Dựng vừa vừa thôi, thế thôi, cảm thấy là dòng này. Để về anh thay cái khác. Cục mấy phát rồi đấy. Đó. Nổi lên thành rồi. Chưa nổi. Bây giờ đây này. Con này to hết. Chui 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 vẫn có đèn còn lát lên là thấy ngay. Ôi thiểu anh, để có cái kim không? Có cái kim. Kim không anh? Cẩn thận. Vẫn còn nguyên vậy nhá. Trời to phết đấy nhỉ. Anh em ơi, rơi mất một con chuối to nhất à?
cho con cái nó vào túi. Con tí rửa tay để anh kiểm tra. Ê, anh em ơi, mất một con trôi khoảng 2 cân rồi. Sách kiểu đéo thế mà. Có mà ra thì nó phải ra hết đi. Đây đây đây. Đây đây đây. Đây. Anh em ơi, hôm trước bị chuột cắn ra mất con trôi. Tí nữa thì mất cả con chép đây nữa này. Lỗ rất to anh em. Đúng không? Mấy lỗ liền. Hôm trước anh treo kia bị chuột cắn rồi. Thả cá không nhìn vợt được. Không. Chắc là nó quả xích xích kéo lên nó dễ nó mới ra đấy. Nhá. Không để trong túi nó. Để trong túi nó trùng nó cũng không ra đâu mà. Thôi anh em ơi, loằng ngoằng quá thì cầm cái bông cái cầm cây này. Rồi. Anh em ơi, mất mất con trôi to nhất rồi. À, con mè thì to nhất nhưng mà mất con trôi ngon rồi. Ôi giời, em đây em về đến nhà rồi nhưng mà hôm nay đen quá, trong cái rủi thì có cái may. May cái là được cá, còn ở hồ thì móm hết đấy anh em ạ. Cả hồ móm. Mình được cá nhưng mà đen này. Lúc về thì cái túi hôm trước là chuột nó cắn. Nó lúc nhấc lên thì cá nếu mà nhấc nhẹ thì nhấc như mình ấy, mình túm tất cả mình nhấc lên thì không sao, thằng cô em nó túm mỗi cái dây này nó lôi lên. Thế là cá nó dẫy thì nó ra mất con trôi tầm gần 2 cân anh em ạ. Con chép này tí nữa thì mất lốt này. Thế cuối cùng được mỗi một con mè với cả con chép anh em ạ. Tiếc cái con trôi quá. Mè ta. Ui ôi. Mè trứng anh em. Con chép. Mất một con trôi gấu rồi anh em. Mất một con trôi to. Con nó cũng không to lắm, nó chỉ khoảng cân 7 cân 8 thôi. Mình ám trước tầm đấy thôi. Con mè nó rơi khoảng hơn 3 cân, con chép nó chỉ tầm hơn cân tí thôi. Nhưng mà mình rực rỡ nhất hồi anh em, bởi vì chấp cả những cái ông câu từ 9 giờ sáng. Có hưởng cu hưởng ấy. Cũng ở trên kênh ấy thì ngồi cùng đấy thì biết anh em nhá. Lúc livestream đấy thì hôm nay cá cực kỳ cuốn luôn nhưng mà mình giật thì hôm nay hơi kém nên là được ít. Rồi. Thì hẹn gặp lại anh em ở các cái video sau. Anh em có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận cho mình sẽ trả lời hết. Ok.